chào quý vị khán giả, quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại số 180 Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội. Đây thì sẽ là trụ sở chính của Bắc Hôm tại miền Bắc. Ở nơi đây thì sẽ trưng bày rất là nhiều những cái vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp do Bắc Hôm của chúng tôi trực tiếp sản xuất cũng như phân phối độc quyền. Và nếu như quý vị nào gần khu vực này có thể qua đây này trực tiếp trải nghiệm sản phẩm cũng như là mang về cho mình những sản phẩm chất lượng nhất. Và ngày hôm nay thì đang ngồi cạnh tôi đó chính là anh Thành và anh Thanh thuộc bộ phận thanh tra thi công. Chúng tôi ngày hôm nay thì sẽ có một cái lịch đó chính là về các công trình thực tế để kiểm tra và giám sát. Thì không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi kiểm tra giám sát công trình ở đâu ạ? Dạ, ngày hôm nay thì em sẽ dẫn các bác và Ngọc Huyền đã đến những công trình xung quanh khu vực ở Hà Nội ạ. Dạ. Và đang trong quá trình tô chát và ốp lát để ngày hôm nay thì em sẽ đến kiểm tra chất lượng. Công việc hôm nay ngày hôm nay là sẽ là như thế. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ không thể mất thời gian nữa, chúng ta hãy cùng nhau xuất phát nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắc Hôm. Mắc Hôm, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kiến trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắc Hôm có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắc Hôm vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắc Hôm đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắc Hôm đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắc Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắc Hôm. Các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền và anh Thành đã có mặt tại phần chân công trình rồi. Và ngày hôm nay thì không biết là chúng ta đến cái thăm nhà vị chủ đầu tư nào và anh đi kiểm tra phần nào ạ? Dạ, hôm nay xin thưa với Ngọc Huyền là sẽ là đi kiểm tra nhà công trình nhà chú Long tại địa phận Sơn Tây. Bây giờ đang trong quá trình là đang tô chát và đã hoàn xong hoàn thiện phần đi ống điện nước chờ. Thì hôm nay mình sẽ lên kiểm tra lại một lượt để cho các bác triển khai các công việc tiếp theo. Dạ vâng. Vậy bây giờ chúng ta vào kiểm tra luôn đi nhé. Vâng. Khi mà đứng ở đây thì Ngọc Huyền thấy được rằng là cái hình khối của công trình ấy đã được hiện lên khá là rõ nét rồi. Vâng. Vậy thì không biết là cái quy mô của công trình này như thế nào anh? Dạ, đây là một công trình với quy mô với diện tích là 120m² trên một sàn. Và như là theo phong cách là hiện đại, mái nhật là 2 tầng. Đấy, thì bây giờ mời các bác theo chân em vào chân công trình. Thì vừa bước vào đầu tiên đây là sảnh khu vực tầng 1 này. Thì đã khu vực đây đã cũng đã chắt xong rồi và chờ đang ốp lát. Thì bề mặt đang để chờ đang bị sần để trong quá trình ốp lát cho dễ dàng hơn chị Ngọc Huyền này. Thì tiến vào đây là sẽ là khu vực phòng khách. Thì bây giờ khu phòng khách cũng đã chắt xong rồi, cũng cửa cũng đã đặt khung học gỗ để chờ và cửa chính ở đây sẽ là sử dụng là cửa gỗ lim sẽ là cửa gỗ lim cố thịt ấy. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra tổ chắc một lượt ở đây. Và nhìn mắt thường qua thì bề mặt rất là nhẵn rồi. Các bác thợ xử lý rất là nét luôn. Các thành cạnh cửa rất là chắc chắn.
đã sử dụng là ở đây sẽ sử dụng một cái vách ngăn bằng gỗ chị Huyền. Như những công trình khác thì các bác xem kênh thì cũng đã biết rồi. Đây sẽ là khu vực phòng khách này và sẽ sử dụng vách ngăn, đây sẽ là khu vực phòng bếp luôn. Đấy là như là thấy đây là có sẵn cái ống để chờ đúng không? Đây sẽ là đặt ống điện chờ. Sẽ sau này khi mà chúng ta đặt vách ở đây thì nó sẽ lấy cấp điện từ nguồn này. Vâng, cấp điện này là để sau này là chỗ đây sẽ có kệ và các đồ điện tử khác là sẽ dùng điện cấp điện từ này lên. Và mình nên đặt chờ như thế này để sau này trong quá trình thi công sau này khi làm hoàn thiện nội thất là sẽ dễ dàng hơn. Ngọc Huyền có để ý thêm một chi tiết nữa là trên phần trần của chúng ta ấy, hình như là sau này sẽ bắn trần thạch cao đúng không? Vâng, nhà chú Long sẽ sử dụng là trần thạch cao. Thì đây là cũng đã đổ bê tông là rất là nhẵn mịn này. Đấy, các bác xử lý ở dưới là thi công rất là đảm bảo luôn. Đây là hệ thống ống nước thoát sản khu vực tầng 2. Thì tí nữa em sẽ lên khu vực tầng 2 để em kiểm tra là sẽ đã được đảm bảo hay chưa. Và bây giờ em cũng sẽ kiểm tra khu vực công tắc của phòng bếp. Phòng bếp và tất cả hệ thống điện trong khu vực ngôi nhà cũng đã đi ống chờ hết rồi. Và như là trong quá trình công tắc xong thì sẽ đi dây sau. Là như là thi công từng bước một cho đảm bảo. Thì Ngọc Huyền hơi thắc mắc một chút nhá, thì cái tiêu chí nào ấy để chúng ta đánh giá là một cái bức tường mà đất chát là nó gọi là hoàn thiện và đúng tiêu chuẩn? Vâng, là như là cái chữ mắt là sẽ mình sẽ theo bản thiết kế là như đề ra là kích thước của tường đã chuẩn chưa. Cái nhất, cái thứ hai là sẽ là khi thi công chát thì là mình sẽ là chát hai lớp là để cho đảm bảo, để tránh tình trạng sau này là có hiện tượng nứt và ổ. Là như là mình sẽ xử lý theo từng bước và khi trong quá trình chát là cũng phải các bác cũng phải giữ ẩm để tránh tình trạng sau này là bị nứt hoặc ổ ấy. Đấy, nó là như thế. Khu vực bếp này cũng đã xử lý rồi, rất là nhưng mà rất là ok rồi. Đấy. Rất là nhắn mịn luôn. Em cũng đã kiểm tra phần tô chát của khu vực tầng 1 cũng đã xong rồi. Và bây giờ bước theo là em sẽ kiểm tra phòng vệ sinh, những phòng vệ sinh của khu vực tầng 1 là sẽ kiểm tra những đường ống cấp thoát nước. Xem đã đảm bảo hay chưa. Thì em sẽ di chuyển lên khu vực tầng 2 để kiểm tra các bác đang thi công chát này. Đây các bác có thể thấy là đây là các bác đang chát ở tại khu vực cầu thang, đang chát mới chát lớp 1 thôi. Là để chát lớp 1 rồi để tiếp tục là sau này chát lớp 2 để cho đảm bảo. Tại vì chát như này để tránh tình trạng các ổ của các bác này. Cho bề mặt cho xử lý cho cẩn thận hơn. Lớp 2 đúng không? Còn lớp nữa. Còn lớp nữa là xoa nữa. Và đây các bác đang xử lý bề mặt là để một lớp nữa là sẽ là sẽ làm phẳng hơn. Đấy. Thì bây giờ là sẽ di chuyển sang khu vực nhà vệ sinh này. Thì em sẽ kiểm tra là đã đi ống nước thoát như nào và thoát và cấp thoát nước. Và đã xử lý trong ngấm chưa? Đây các bác có thể thấy là đây cũng đã xử lý chống thấm rồi và đã ngâm nước rồi này, bề mặt này đang rất là ướt. Đấy, khi mình xử lý chống thấm như này là mình sẽ ngâm nước từ 5 đến 7 ngày là để xem tình trạng có bị thấm rột hay không. Nếu mà không bị thấm rột thì mình sẽ thi công tiếp là để phần ốp lát sau này. Em cũng đã xem qua rồi, bây giờ em đi kiểm tra đoạn ống này đã bây giờ mới đang trong thời gian hoàn thiện thôi, thì bây giờ là
những thông số thì sẽ duy trì 1-2 phân, tại vì sau này còn đang trong tình trạng ốp lát nữa, ốp lát và cán nền, nên bây giờ là mình sẽ kiểm tra là sẽ mình sẽ trừ đi những phần đó. Đây đường ống như bên em là đường ống cấp nước đây. Như đây là có thể thấy là đây sẽ là đường ống thoát này, thoát sàn mái này, sẽ sử dụng là D90 để trên là khi tình trạng là sau này mưa to là dễ dàng thoát nước hơn. Ở đây cấp nước bên em là sẽ như trên thiết kế là sẽ là toàn bộ sẽ là sử dụng ống BBR, ống hàn nhiệt đấy, là để tình trạng sau này là khi mình sử dụng lâu dài sẽ được bền bỉ hơn. Đường cổ ống này để tránh tình trạng sau này là rất hay bị ngấm đổ xuống khu vực tầng 1. Đấy, đây là bề mặt đang đã trung tâm cổ ống này. Và đây là sẽ là khu vực ban công này, cũng đã đặt ống thoát sàn rồi, như trên thiết kế là khi mình đặt ống như này là sau này thi công mình dễ dàng hơn và về mặt thẩm mỹ cũng rất là đảm bảo. Thì khu vực ban công là nơi rất là nhạy cảm, tại vì khi trời mưa gió là cũng phần ống thoát sàn của ngoài ban công rất là quan trọng, nên mình nên chú ý những cái vấn đề này. Những cái vấn đề nhỏ như mình mà không để ý thì sau này nó cũng sẽ gây nên hậu quả thôi, nên bây giờ là cũng đã đặt ống chờ rồi, thì sau này thì trông thấm của ống nữa và sẽ đánh dốc, và em sẽ kiểm tra như sau để em truyền tải đến quý vị và các bạn. Ống thoát rồi, ống thoát rồi, đặt âm tường, âm sàn luôn, là để trong quá trình sau này sử dụng cũng để nước mưa thoát được tốt hơn đấy. Thì vì trong quá trình sử dụng thì mưa gió là rất dễ bị thấm rột, và ngôi nhà nhà mình thì mình nên chú trọng về vấn đề cấp thoát nước và đường điện cho ngôi nhà sau này sử dụng là những cái thiết yếu của ngôi nhà mình sau này. Và bây giờ em cũng đang trên khu vực tầng mái của ngôi nhà, và đây sẽ sử dụng là máy Nhật, và như chủ nhà cũng đã đây là sử dụng sắt, đây là sắt hộp ấy. Thì như những ngoài miền Bắc mình thì khi mình sử dụng sắt hộp như này là những cái điểm mối hàn như này là phải xử lý, là sẽ là xử lý mình sử dụng sơn chống rỉ này để những cái mối hàn như này được đảm bảo. Như thời tiết ngoài mình các bác cũng biết là như là rất là khi trời thì chuyển từ đông sang xuân là rất hay bị nồm đấy, nồm trời là rất hay tượng rỉ, nên bây giờ là những bức hàn thế này bác hàn xong là phải sử dụng là sơn chống rỉ để sơn vào những cái điểm này cho đảm bảo. Thì như sàn hộp này vào như là có cái vì kèo siêu nhẹ thì em khuyên bác là nên sử dụng là vì kèo siêu nhẹ, tại vì những cái như thời tiết của mình các bác cũng biết rồi đấy. Thì về độ chắn thì cũng là như nhau thôi, như là rất là chắc chắn thì sử dụng sắt hộp này, những cái mối hàn các bác hàn, các bác thợ ở đây là có tay nghề rất là cao, hàn mối hàn rất là đẹp luôn đấy, những đường chấm rất là nét luôn. Đây các bác có thể thấy là em di chuyển đây là các bác làm rất là chắc chắn này, em đứng đây mà cũng không hiện tượng rung hay là hiện tượng gì luôn, là khi các bác thi công phần mái đây cũng rất là phải đảm bảo nhá, tại vì ngoài khu vực ngoài miền Bắc thì cũng hay hứng chọn những vùng bão đấy, nên bây giờ là phần mái đi thi công và phải đảm bảo này đấy. Và em cũng đã kiểm tra một phần của đang trong quá trình thi công phần khung mái này, thì bây giờ là để các bác thợ thi công tiếp, thì sau này em sẽ xuống kiểm tra thêm một lần nữa, là trong quá trình đó là sẽ là lợp ngói xong rồi thì em sẽ xuống kiểm tra để em truyền tải cho các bác xem là làm theo từng phần, tại vì bây giờ đang trong quá trình thi công nên bây giờ là cũng chưa thể hiện được hết là như là cái phần hệ máy mà sử dụng khung sắt hộp như này là có đảm bảo hay không. Thì sau này em xuống em sẽ quay và để truyền tải cho các bác sau.
Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã đi kiểm tra công trình của gia đình nhà chú Long có địa chỉ tại Sơn Tây, Hà Nội. Thì không biết là sau quá trình vừa rồi anh đi kiểm tra thì có vấn đề gì không ạ? Thì trong quá trình lúc nãy mình kiểm tra về phần chát hoặc là cũng như phần là cấp thoát nước thì cũng đã đảm bảo rồi, đã tuân thủ theo bản vẽ đề ra và như là các biện pháp khi thi công các bác cũng đã đảm bảo rồi. Thì sau này em cũng đang trong quá trình hoàn thiện phần thô thì sau này đến phần khác thì em sẽ xuống để kiểm tra và cũng để truyền tải cho các bác về những phần tiếp theo. Dạ. Vậy thì sau cái phần này thì phần tiếp theo sẽ là phần gì ạ? Tiếp theo là mình sẽ xuống kiểm tra là phần quy trình ốp lát cũng như những cái phần mà như bắn trần hoặc là với cả thi công phần mái. Vâng ạ, vậy thì sau khi một quá trình phần này đã hoàn thiện rồi, vậy thì xin hẹn tất cả quý vị là lần sau ạ, khi mà chúng tôi đến cái bước tiếp theo thì sẽ lại xuống đây quay lại cho quý vị để quý vị có thể tham khảo nhé. Và thời lượng của chúng tôi cũng có hạn, xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.